hoa bụp giấm hay còn có tên gọi là hoa atiso đỏ, hay còn gọi là hoa vô thường, có nguồn gốc ở Tây Phi, được trồng để lấy ngọn và đài hoa, làm rau chua và làm thuốc, đã nhập vào nước ta từ những năm 70 của thế kỷ trước. Ngoài Việt Nam, cây còn được trồng nhiều ở Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Bangladesh để lấy sợi ở thân và đài hoa, có màu đỏ tím sẫm để pha nước giải khát. Theo đông y, bụp giấm có vị chua, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, lợi mật. Hồng đài là đài hoa màu đỏ của cây bụp giấm. Người Việt gọi bụp giấm do hoa có màu hồng đỏ gần giống như là hoa dâm bụt. Đài hoa mọng nước, màu đỏ đậm, có lông nhỏ, phiến nhọn dần từ dưới lên, nửa dưới màu tím, vị rất chua như giấm, được sử dụng làm gia vị hoặc là pha chế nước giải khát. Thời điểm này, hoa bụp giấm được bán rất nhiều ở các chợ lớn, nhỏ khắp thủ đô Hà Nội với giá trung bình từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng một kg. Tranh thủ khi mùa hoa đang rộ, cũng như nhiều người nội trợ khác, chị Đặng Thị Vân ở huyện Từ Liêm, Hà Nội mua vài cân về ngâm siro dùng dần. Theo chị Vân, quy trình làm siro hoa bụp giấm rất đơn giản. Người nội trợ mua 2kg hoa bụp giấm, 1,5kg đường kính trắng, lọ thủy tinh sạch đựng siro. Hoa bụp giấm mua về, tách riêng cánh hoa ra khỏi đài hoa. Thông thường, 2kg hoa mua về chỉ tách được khoảng 1kg cánh hoa để ngâm đường. Sau đó rửa sạch cánh hoa và để ráo nước. Có thể trụng cánh hoa qua nước sôi để nguội rồi để ráo nước. Sau khi cánh hoa ráo nước, ta bắt đầu ngâm với đường trong lọ sạch. Cứ một lớp hoa lại rắc một lớp đường trắng, cho đến khi đầy lọ giống như khi ngâm các loại siro khác. Tôi đi ra chợ, tôi chọn loại hoa sạch chất lượng tốt. Về tôi rửa bằng nước sạch nhiều lần, sau đó tôi ngâm qua nước muối để ráo. Và tôi cho là để tôi tách phần hoa riêng, phần nhụy riêng. Thì phần hoa tôi để tôi ngâm với lại đường để làm siro. Còn lại phần nhụy để tôi phơi khô để ngâm rượu hoặc là để pha như trà uống. Tôi thấy ở xung quanh tôi là các bà nội trợ cũng thường mua về để ngâm, trong mỗi gia đình cũng có một nọ để mùa hè thì giải khát, và các cụ thì uống để cho hạ huyết áp. Tôi nghĩ là hoa bụt giấm này thì rất tốt cho sức khỏe, mùa hè thì mình uống để giải khát, còn lại các cụ cao tuổi hoặc những người cao huyết áp thì uống thì nó hạ đường huyết, hạ huyết áp, tôi thấy là rất tốt. Người nội trợ lưu ý là cần đậy chặt lọ siro hoa bụp giấm ngâm đường và để nơi khô thoáng trong nhà. Sau khoảng 3 ngày, đường sẽ tan hết. Sau 2 tuần là gia đình đã có thể thưởng thức vị thơm ngon, ngọt chua dịu của siro hoa bụp giấm. Sau khi mở lọ, siro bụp giấm có thể bảo quản được rất nhiều tháng trong tủ lạnh. Đài hoa bụp giấm chứa nhiều vitamin C, axit hữu cơ, hoạt chất chính là các anthocyanin, polyphenol, vitamin B1, vitamin B2, beta-carotene. Trong đó, anthocyanin chiếm tỷ lệ khá lớn, 1,5g trên 1kg khô. Đã có nhiều công trình công bố kết quả nghiên cứu về tác dụng dược lý của đài hoa bụp giấm đối với tình trạng rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư. Thứ nhất là atiso đỏ không phải là cái gì mới. Nó phải nói là có hàng trăm năm nay và Pháp đã nghiên cứu về vấn đề này khá nhiều. Đây là loại cây thuộc họ bông.
đây là một cây thuộc họ bông, tên khoa học nó là hibiscus. Nó cao chừng khoảng 1,5 m đến 2 m, và cái này là ăn được cả là hoa này, cả hạt này, cả cái đài hoa đều được sử dụng. Các chất dinh dưỡng ở trong này thì thứ nhất là có cái flavoid, là một chất dinh dưỡng khá tốt để mà phòng chống và làm cho trẻ người chống oxy hóa. Thứ hai là nó có rất nhiều các cái axit, ví dụ axit citric, malic, tartric, và nó còn một cái loại nữa là rất nhiều chất xơ. Nó có hàm lượng tới khoảng độ 22% là mỡ, là các chất lipid, 24% là protein trong 100 gram đấy, 7% là các chất khoáng, và đặc biệt là nó có kẽm, nó có chrome, nó có khoảng 13% là các chất xơ như tôi nói, cái này là điều rất quan trọng, và nó có hàm lượng các cái vitamin A, vitamin C, D, E, F, vân, thì nó còn nhiều các cái axit hữu cơ cần thiết cho cơ thể. Cho nên nếu nhìn vào các cái bản thành phần, nhìn vào cái thành phần này thì chúng ta thấy đây là một loại hớp, tức là các cái loại mà nó có cái kháng sinh nhẹ và nó có giàu các cái chất dinh dưỡng. Đấy, thì cái tính chất của nó về mặt dinh dưỡng thì chúng ta có thể nói như vậy. Khá nhiều nghiên cứu thực hiện trên các dạng chế phẩm khác nhau từ bột giấm cho thấy bột giấm có tác dụng giảm cholesterol. Bên cạnh đó, loài hoa này còn có công dụng làm hạ huyết áp. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi uống 10 gram đài hoa bụp giấm khô, hãm với 500ml nước nóng mỗi ngày trước bữa sáng liên tục 4 tuần, huyết áp có thể giảm 15%. Ngoài ra, loài hoa này còn có công dụng hạ đường huyết và bảo vệ gan, làm an thần, giảm đau, hạ sốt. Dịch chiết methanol từ bụp giấm còn ức chế một số dòng tế bào ung thư dạ dày, bạch cầu, gan, trực tràng, niêm mạc miệng. Thật ra tất cả các loại thực vật, thực phẩm, nguồn gốc thực vật mà để một thời gian thì nó sẽ bị mất đi khá nhiều các chất dinh dưỡng. Và việc ngâm đường để tạo thành siro là một cách để giữ được các chất dinh dưỡng nó tương đối ổn định. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đã làm siro, tức là nó quá ngọt, thì việc sử dụng được một cái hàm lượng đủ các chất với khối lượng mà chúng ta mong muốn thì thường là khó vì độ ngọt. Cho nên chúng phải pha nước ra, đúng không? Thì trong một cốc nước ấy thì chứa đựng một cái số lượng nước, các chất dinh dưỡng nó không thật là nhiều như mong muốn của chúng ta. Cho nên cái cách tốt hơn là cách mà chúng ta hãm như là một cái loại nước cây, nước cỏ, nước lá. Thì như vậy là chúng ta có thể uống được nhiều hơn và đưa được nhiều các cái chất dinh dưỡng vào trong cơ thể. Nhờ có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như vậy, nên chị em thường mua hoa bụp giấm về để làm siro hoặc nước giải khát. Công dụng của hoa bụp giấm được chị em biết đến nhiều nhất là trị ho, viêm họng. Nếu bị viêm họng, chị em có thể thỉnh thoảng nhấm nháp một chút siro hoa bụp giấm và giữ một lúc ở trong cổ họng, giống như sử dụng chanh đào. Ngoài ra, loại siro này có thể pha thành nước giải khát hoặc làm gia vị cho những món kem, món bánh ngọt tráng miệng. Thứ nhất là một người bình thường thì cái này là người ta có thể sử dụng, người bình thường sử dụng phòng ngừa ung thư, chống các cái co thắt, làm giảm cholesterol, giảm huyết áp, hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu được tốt hơn, rồi nó có một chút bảo vệ về gan, những cái nhiễm độc của gan thì nó cũng có hỗ trợ vào. Tuy nhiên thì Pháp người ta nghiên cứu hơn 100 năm nay, thì nghiên cứu mới nhất của Pháp hiện nay thì lại nói rằng về mặt dược lý của cái loại này thì lại không được tác dụng như cái mong muốn về các chất dinh dưỡng mà nó có được. Nguyên nhân tại sao? Thì nó có nhiều nguyên nhân. Nhưng mà có một trong các nguyên nhân đó là
sự cân bằng các chất dinh dưỡng ở trong này không thật tốt so với nhiều loại dược thảo khác. Thì vấn đề là phải cân bằng, tức là muốn hấp thu, muốn sử dụng được cho trong con người thì nó phải có sự cân bằng. Thì cái này nó không được cân bằng, cho nên cái này vào thì nó không được sử dụng, nó lại phải đào thải ra ngoài. Thì cái đó là gọi là cái tính cân đối của các chất dinh dưỡng ở trong một loại thực phẩm. Nhiều bà nội trợ truyền tai nhau về công dụng chữa bách bệnh của loại hoa này, tạo nên cơn sốt ngâm bụp giấm để uống. Nhà nhà ngâm bụp giấm, người người dùng siro bụp giấm. Trên thực tế, giống như nhiều loại siro khác, siro bụp giấm có một vài công dụng với sức khỏe nhưng không phải ai cũng dùng được. Giống như hoa atiso thường, việc sử dụng sản phẩm làm mát từ hoa atiso đỏ này không đúng cũng khiến các cơ quan trên cơ thể, đặc biệt là gan, mật phải làm việc nhiều, nên vô tình lại gây hại chứ không có tác dụng trị bệnh. Bên cạnh đó, hoa bụp giấm hay atiso đỏ còn có tính hàn nên không thích hợp với người ăn uống khó tiêu hay gặp vấn đề về đường tiêu hóa. Mặt khác, atiso đỏ có công năng là thông mật lợi tiểu, bổ gan thận, an thần, giảm cholesterol trong máu nên thường được sử dụng để chữa các bệnh do rối loạn chức năng của gan như vàng da, viêm thận, xơ vữa động mạch. Khi uống quá nhiều mà cơ thể không hấp thu hết thì gan thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải phần dư thừa. Như vậy, cứ tưởng uống nhiều hoa bụp giấm là tốt cho gan, nhưng thực ra lại là hại gan. Những trường hợp mà bất lợi thì ví dụ phụ nữ có thai là cũng không nên dùng. Bởi vì trong atiso thì chúng ta biết là nó có tác dụng là giảm được cholesterol máu. Thế thì trong khi đó người mẹ thì đang cần nhiều đạm, nhiều các chất để nuôi dưỡng thai nhi. Thế mà trong khi đó lại giảm đi thì như thế là sẽ không tốt. Vì thế nên là đối với những phụ nữ có thai là không nên dùng, chứ không phải là tính độc, mà không nên dùng vì nó sẽ làm giảm cái mỡ và một số các chất ở trong máu đi, thì sẽ ảnh hưởng đến cái việc nuôi thai. Cái thứ hai là đối với trẻ em đang thời kỳ phát triển thì cũng không nên dùng. Thí dụ như là 5-7 tuổi trở xuống cũng không nên dùng, vì lúc đó tất cả những cái cholesterol máu với các thứ nó chưa cao, mà hai nữa nhu cầu cơ thể nó đang cần nhiều để nó phát triển cơ thể. Vì thế nên chúng ta hai đối tượng ấy là chúng ta không nên dùng. Thế còn ngoài ra những người mà mới ốm dậy mà suy kiệt thì cũng không nên dùng. Nên chia uống nhiều lần trong ngày hơn là dùng một lần số lượng lớn, do anthocyanin trong đài hoa có tốc độ thải trừ khá nhanh. Liều dùng tối đa không quá 2 gram đài hoa khô một người 60 kg. Nghiên cứu về tính an toàn của bụp giấm trên động vật thí nghiệm, các nhà khoa học khuyến cáo liều tối đa dùng ở người là 32 mg trên 1 kg, tức là 2,2 gram đài hoa một ngày cho một người nặng 68 kg, hoặc 2 gram một ngày cho một người 60 kg. Phụ nữ mang thai và cho con bú không nên dùng. Dù chưa có bằng chứng về tác dụng bất lợi của bụp giấm đối với thai kỳ, nhưng thực nghiệm trên chuột mang thai cho thấy bụp giấm gây suy dinh dưỡng thai kỳ.